Những bàn tái chế phế liệu thành bộ sưu tập thời trang đỉnh cao của các bạn học sinh trung học phổ thông, chung cuối không làm cộng đồng mạng thất vọng. Phải công nhận là giới trẻ ngày nay ngày càng sáng tạo với khả năng thiên biến vạn hóa. Từ những đồ tái chế biến thành những siêu phẩm đinh đám khiến ai cũng phải trầm trồ. Mở màn là trang phục áo dài làm từ giấy báo, giống hệt với những chiếc áo dài mà chúng ta được thấy trong những cuộc thi hoa hậu. Đi về bóng tối khuất lối, chìm đắm trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn tin vỡ. Kế đến là chuỗi các chiếc váy dạ hội lộng lẫy, trông không khác gì những nàng công chúa kiêu sa. Kèm theo chàng hoàng tử nữa thì đúng là một cặp đôi bước ra từ truyện cổ tích luôn. Đúng này. Không thể không kể tới bộ trang phục khoe điểm 10 này. Có điểm cao thì phải khoe thôi đúng không nào? Được. Và chung cuối không bao giờ là bạn thất vọng. Đúng là tuổi trẻ tài cao phải không mọi người? Bạn nghĩ sao về những bộ sưu tập thời trang tái chế này của các bạn học sinh trung học phổ thông? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha! Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!